Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, có câu chuyện kể về một người rất giàu, sở hữu một trang trại nuôi gà. Ông này có thành kiến đối với một số giáo sĩ, cho nên thường hay nói xấu, chỉ trích, phê bình, phỉ báng họ. Một hôm có hai giáo sĩ đến trang trại của ông để mua gà với mục đích là dạy cho ông một bài học về việc cẩn trọng lời nói. Hai vị giáo sĩ này vào trại của ông lựa mãi, cuối cùng họ chọn con gà xấu nhất, sức yếu, đi không nổi để mua. Ông chủ nhà thấy vậy mới hỏi: tại sao gà trong chùa có rất nhiều con khỏe đẹp, hai vị không mua mà lại chọn con gà ốm yếu, trụi lông như vậy? Vị giáo sĩ trả lời: tôi mua con gà trụi lông đem về nuôi. Trên đường về, nếu có ai hỏi con gà này ở đâu, tôi sẽ nói mua ở trang trại của ông. Người chủ nghe xong giật mình, nói: trời ơi, hai vị nói như vậy, làm sao mà tôi bán được gà? Con gà này xấu xí, ốm yếu, bệnh tật, thì làm sao có thể đại diện cho cả đàn gà cho được? Trong khi đó, trại gà của tôi, con nào nó cũng xinh đẹp, khỏe mạnh, mập mạp. Các vị mua con gà xấu xí này về, rồi tuyên truyền với người ta, đây là gà của tôi. Liệu như vậy có công bằng hay không? Lúc này vị giáo sĩ nói: cũng giống như ông thôi, trong hàng giáo sĩ có rất nhiều người tốt, chỉ có một vài người xấu. Thế mà ông phê phán và nói xấu chung tất cả, làm ảnh hưởng đến uy tín của các vị giáo sĩ khác. Như vậy có công bằng hay không? Bây giờ ông mới nhận thấy được cái việc làm sai trái của mình. Câu chuyện này nhằm nhắc nhở chúng ta về vấn đề mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Trong một trang trại có rất nhiều con gà đẹp, nhưng thể nào cũng có một vài con xấu. Nếu vì những con xấu đó mà mình đánh giá chung cả một trại gà thì không công bằng chút nào. Cũng vậy, trong số các giáo sĩ có rất nhiều người tốt, chỉ một vài người xấu mà mình đánh giá cả một tập thể đều xấu hết là điều không hợp lý. Trong một tập thể tất nhiên cũng có một vài người hành động không đẹp hoặc làm sai. Mình không nên vì một vài người đó mà đánh giá cả một tập thể. Bao nhiêu gà đẹp mình không để ý, lại chỉ quan tâm đến con gà xấu. Điều đó làm ảnh hưởng đến cả trại gà, tội nghiệp, và thật là bất công cho những con gà còn lại. Nếu ông chủ trại gà hiểu được như vậy thì cuộc sống của ông sẽ bớt phiền não, thị phi.
không tạo thêm khẩu nghiệp. Không nhận thức được như thế, lúc nào ông cũng phê phán, chỉ trích cả cộng đồng giáo sĩ. Đương nhiên trong số những giáo sĩ cũng có một vài người không tốt. Người nào không tốt thì đó là việc cá nhân của họ. Mình đừng vì một vài người mà đánh giá cả một tập thể xấu là điều bất công. Thí dụ, mình ra đường gặp một vị sư làm những điều không đúng với giới luật, không phù hợp với tư cách của một người xuất gia, mình thấy như vậy rồi chê bai cả tăng đoàn Phật giáo. Sai trái là vấn đề cá nhân. Đức Phật không dạy hàng đệ tử làm những điều sai trái. Nhân hư chứ đạo bất hư. Con người sai chứ đạo lý không sai. Trong một tập thể hay một ngôi chùa cũng như vậy, rất nhiều người tốt, thế nhưng cũng có một vài người làm không đúng. Nếu chúng ta căn cứ vào những người sai để đánh giá toàn thể thì không hợp lý chút nào. Chúng ta thường có thói quen đánh giá một sự vật, sự việc và con người chỉ thông qua một vài chi tiết nhỏ, sau đó áp đặt chi tiết đó là đặc tính chung cho toàn thể. Bằng một vài sự việc mình quy chụp một tập thể là xấu hay tốt là điều chưa hoàn toàn chính xác. Chúng ta rất dễ bị dẫn dắt theo định hướng của dư luận. Thiếu tỉnh táo để rồi bị hiệu ứng cộng đồng cuốn vào dòng chảy của bất thiện nghiệp. Thông qua những gì mà mình nhận xét, đánh giá, bàn luận, chia sẻ trên những phương tiện truyền thông. Thời nay có lẽ những bậc thánh còn hiện hữu trên thế gian này rất ít. Đa phần chúng ta đều là phàm phu. Các thầy tu, giáo sĩ cũng là những con người đang đi trên con đường hoàn thiện. Đã là phàm phu thì không thể tránh khỏi lỗi lầm, thiếu chánh niệm và không cẩn trọng trong đời sống. Có những lúc họ vô tình nói những điều không nên nói, làm những việc không nên làm. Điều không tốt và việc làm không hay, đó là chuyện của người khác. Nhưng chúng ta bàn luận hay chỉ trích, chê bai, nói xấu những người có đạo đức lại là nghiệp của mình. Đã là nghiệp thì ai gieo người nấy hưởng. Người con Phật chúng ta cần phải cẩn thận về khẩu nghiệp. Đừng đem những chuyện của người biến thành nghiệp của mình. Thông qua thái độ, lời nói, suy nghĩ và hành động, làm xấu là việc của người, nói xấu là nghiệp của mình. Hãy nên cẩn trọng khi phát ngôn. Đối với một vị tỳ kheo muốn cử tội người khác, Đức Phật dạy trong luật Maha Tăng Kỳ phải có đủ 10 pháp như sau. Một là sự việc có thật, không hư dối. Nghĩa là phải nói đúng sự thật, không được nói thêm, nói bớt.
Hai là nói đúng lúc, không phải không đúng lúc. Nghĩa là cần nói đúng lúc, không được bà đâu nói đấy, không được đem lỗi của người nói trước các phương tiện thông tin đại chúng. Ba là vì lợi ích, không phải không lợi ích. Nghĩa là nói để giúp người thấy lỗi, sửa lỗi, chứ không phải nói với mục đích làm nhục họ hoặc bêu xấu cả một tập thể. 4 là nói nhỏ nhẹ, không nói thô lỗ. Nghĩa là nói một cách nhẹ nhàng, êm ái, không nói nặng lời, nói lớn tiếng, nói thô lỗ với họ. 5 là vì lòng từ, không phải vì giận dữ. Nghĩa là phải nói có lòng từ, nói vì thương yêu, giúp đỡ họ, nói vì xây dựng, không phải vì sân hận hay là bực tức. 6 là thân nghiệp thanh tịnh, nghĩa là thân không phạm các tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 7 là khẩu nghiệp thanh tịnh, nghĩa là miệng không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác. 8 là mạng sống chân chính, nghĩa là nghề nghiệp nuôi sống bản thân phải chân chính, không làm tổn hại mình, người và chúng sinh. 9 là am tường luận tạng, nghĩa là phải hiểu biết rõ về Phật Pháp. 10 là thông thạo luật tạng, nghĩa là phải thông hiểu giới luật, biết lúc nào nên cử tội, biết cử tội như thế nào mới đúng pháp. Tục ngữ có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Khi còn bé, chúng ta được cha mẹ dạy nói những điều hay lẽ phải. Bây giờ, chúng ta cũng phải tập nói sao cho người nghe êm tai, nhận được cảm tình. Trong bài học Khất Sĩ có câu: miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Chúng ta phải học nói sao cho người nghe được hoan hỷ, mát lòng. Đừng nên nói những lời chua cay, làm cho người ta phiền não, tức giận, oán thù. Trong kinh Tăng Chi bộ 1, bài kinh Nói Như Hoa, Đức Phật dạy có 3 hạng người này: này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là 3? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật. Người nói như mật là nói lời ngọt ngào, người nghe cảm thấy như được ăn một miếng mật ngọt. Người nói như hoa là lời nói chân thật, thơm tho, dễ chịu. Còn người nói như phân là nói lời khiến người nghe khó chịu, không ai dám đến gần. Mở miệng ra là mọi người đều muốn
bỏ chạy hết. Đức Phật dạy chúng ta nên học nói như mật và như hoa, đừng học nói như phân. Vì vậy, bây giờ tuy không còn bé nhỏ nữa, nhưng chúng ta vẫn cần học nói. Mình phải nói như thế nào để người nghe chuyện tiếp thu có tình cảm, sinh lòng hoan hỷ và hướng cuộc đời của họ tới con đường tốt đẹp, cao thượng. Người xưa có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, muốn nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng trong từng lời nói. Bởi lẽ lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Và ở đời, một lời nói ra dù 4 ngược khó mà theo kịp. Mỗi một lời chúng ta nói ra như là bát nước hắt đi, khó mà lấy lại được, nhất là trong thời buổi ngày nay. Khi những lời phát biểu được ghi âm, ghi hình, chúng ta khó có cơ hội để thu lại hay đính chính những lời nói đó. Như vậy, chúng ta cần phải suy xét lại chính mình. Nếu đã nói những lời sai trái, thì nên nhận lỗi và sửa lỗi. Đó chính là người có sức mạnh. Trên cuộc đời này, ai cũng có những lúc không làm chủ được thân khẩu ý, dẫn đến phạm sai lầm. Nếu chúng ta đã sai mà lại khăng khăng cho mình là đúng, thì thứ nhất sẽ bị mất uy tín, thứ hai quả báo hiện tiền là bị mọi người căm ghét, phẫn nộ, thứ ba là trong tương lai phải chịu quả báo rất nặng nề. Xét về nhân quả, khi chúng ta xúc phạm đến các vị cao tăng thạc đức, sẽ bị rơi vào các đọa xứ. Nếu được sinh lại làm người, sẽ bị khiếm khuyết về miệng lưỡi. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát khi nói gì, làm gì cũng đều nghĩ đến hậu quả, nên các ngài rất dè dặt, cẩn trọng. Còn chúng sinh do vô minh nên tha hồ nói ác, vu khống người khác. Khi quả báo của ác nghiệp đến, họ có than trời trách đất thì cũng đã muộn rồi. Người Phật tử hãy nên khắc ghi bài học ngàn vàng vào trong tâm khảm của mình. Đó là phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Tóm lại, cũng giống như mình lấy một vài con gà xấu xí, bệnh tật, để đánh giá cả một trại gà đều xấu xí, bệnh tật. Điều đó không thể phù hợp được. Khi muốn đánh giá hay nhận xét một sự việc, chúng ta phải có trí tuệ, không nên vơ đũa cả nắm. Nếu mình hiểu được đạo lý đó, thì tất cả sự việc trên cuộc đời này đều là những bài học quý giá. Người tốt
cũng là bài học, mà người xấu cũng là bài học. Người tốt, mình bắt chước theo cái tốt của họ. Người xấu, chưa chắc đã xấu hẳn. Họ cũng có những cái tốt đáng để cho mình học. Mình nhìn vào cái tốt để học tập, và nhìn điều xấu để rút kinh nghiệm cho bản thân. Không nên đi theo vết xe đổ của người khác. Khi chúng ta nhìn thấy và lên tiếng phê phán cái xấu, cần phải hỏi lại chúng ta đang làm bằng tâm gì, bất thiện hay thiện. Nói lỗi người để làm niềm vui, nói lỗi người để thấy ta hơn họ, nói lỗi người để thỏa mãn cái tôi, nói lỗi người để bêu xấu họ, đó không phải là cách hành xử của người trí. Nếu phải chỉ lỗi cho người, chúng ta nên dùng tâm thiện nhằm giúp họ tốt hơn, chứ không phải là cơ hội để cho mình chỉ trích hay trách móc, phỉ báng, đạp đổ. Chúng ta phải làm sao biết lỗi của người để làm bài học cho bản thân không tái phạm, không làm những điều sai quấy là được. Đôi khi vì cộng đồng, vì lợi ích chung, mình cũng cần lên tiếng để bảo vệ lẽ phải, để những điều hư ngụy không ảnh hưởng đến lợi ích chung. Nhưng trước khi nói, cần có sự cẩn trọng nhất định. Nói bằng tâm từ và bằng trí tuệ, không phải bằng sự ganh ghét, hơn thua, phỉ báng, muốn hạ bệ người, muốn làm mất uy tín của cả một tập thể. Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu sâu sắc hơn về câu nói của người xưa là: mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Chúng ta không nên vì cá nhân mà đánh giá cả một tập thể. A Di Đà Phật.